Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Tôi tin chắc rằng trước khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì các anh chị sẽ rất băn khoăn về các cái rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là gì. Chính vì vậy mà tôi làm một cái video rất là chi tiết để mà chia sẻ với các anh chị về cái góc nhìn của mình khi mà thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nắm được những rủi ro gì và phân tích những cái rủi ro trọng yếu đó để mà chúng ta hiểu rõ, để mà chúng ta lường trước được trước khi chúng ta đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Xin mời các anh chị hãy xem cái video chi tiết mà tôi sẽ trình bày ở cái slide sau các anh chị nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Ở đây là một chuỗi bài giảng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Và nội dung hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các anh chị về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và các cái rủi ro của nó. Thế thì các cái đối tượng để xem video này là ai? Trước khi mà vào cái bài này thì chúng ta phải hiểu rằng là mình có phù hợp không, đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ chia sẻ có hai nhóm mà có phù hợp với cái video này để các bạn cũng dễ hình dung luôn. Thứ nhất là những người đang tìm hiểu về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tức là chưa đầu tư gì cả và mới đang gọi là tìm hiểu các thông tin và kiến thức thôi. Và thứ hai nữa là nhóm các nhà đầu tư đã đầu tư rồi nhưng mà chưa có nhiều kiến thức sâu về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Và tôi chỉ hướng tới hai nhóm nhà đầu tư này thôi. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào các cái rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là gì. Có lẽ đây là một trong những cái nội dung mà thực sự rất quan trọng cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Nếu chúng ta đầu tư một kênh đầu tư nào mà chúng ta không hiểu rõ được cái rủi ro về đầu tư thì rõ ràng là cái việc đầu tư của chúng ta đang rất là mù quáng và có lẽ rằng cái việc đầu tư đó như là đánh bạc các bạn ạ. Chính vì vậy mà tôi đưa ra ba cái rủi ro hàng đầu khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Có thể là có rất nhiều rủi ro khác nhưng đây là ba cái rủi ro mà trọng tâm nhất mà các anh chị cần nắm được đối với bất kỳ các loại trái phiếu nào. Rủi ro thứ nhất đó chính là rủi ro về thanh khoản. Rủi ro về thanh khoản nghe nó rất là lý thuyết đúng không ạ? Nghe nó rất là trừu tượng đúng không? Chúng ta hiểu nôm na như thế này thôi. Cái trái phiếu đó có khả năng mua bán dễ dàng hay không? Có khả năng thanh toán trước hạn dễ dàng hay không? Đó chính là thanh khoản. Tức là mình mua trái phiếu rồi mình bán đi trước hạn có bán được không để mình lấy lại tiền về, đúng không ạ? Hoặc là gì, mình có thể cầm cố được không để mình lấy tiền về, đúng không ạ? Đấy là những cái mà chúng ta cần bất kỳ lúc nào ở trong cuộc sống. Thì cái rủi ro này là nó thường xuyên xảy ra và mỗi một trái phiếu thì nó có cái mức thanh khoản khác nhau. Thế thì ở đó thì nó sẽ có những cái mức rủi ro khác nhau. Vì vậy mà cái việc mà nhà đầu tư cần nắm được khi kiểm tra mỗi một trái phiếu đó chính là chúng ta xem được cái thanh khoản của trái phiếu này nó có tốt hay không, ở hai cái việc là có khả năng dễ dàng mua bán hay không, bán lại cho ai, bán ở đâu, và nếu không bán được thì có cầm cố được không để mình lấy tiền về, đúng không ạ? Cái rủi ro quan trọng thứ hai mà các anh chị và các bạn cần phải nắm được đó chính là rủi ro chi trả gốc lãi. Có lẽ khi đầu tư bỏ tiền ra thì chúng ta mong muốn nhận cả gốc cả lãi về, đúng không ạ? Nhưng có một điều mà chúng ta thường không lường trước được là liệu rằng cái tổ chức phát hành, cái doanh nghiệp phát hành đó họ có trả được gốc và lãi cho chúng ta hay không? Họ có trả đúng hạn hay không? Thì nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào những cái năng lực tài chính, nó dựa vào cái khả năng kinh doanh của doanh nghiệp đó. Đó.
thì lúc đấy người ta kinh doanh được, người ta mới trả được cho mình chứ, đúng không ạ? Người ta phải có lợi nhuận người ta mới trả được cho mình, chứ không thì người ta lấy tiền đâu ra người ta trả được cho mình, đúng không ạ? Thì mỗi một doanh nghiệp nó sẽ có mức độ rủi ro khác nhau, tùy vào cái lĩnh vực hoạt động, tùy vào quy mô kinh doanh, tùy vào hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp đó, đúng không ạ? Và một cái rủi ro thứ ba mà ít người biết đến, đó chính là rủi ro lãi suất. Tại sao tôi nói đến rủi ro lãi suất là như thế này? Ở lãi suất thị trường thì luôn luôn biến động, đúng không ạ? Nhưng nếu mà trái phiếu của chúng ta có lãi suất cố định thì sao? Đúng không ạ? Nếu mà tôi giả dụ như lãi suất thị trường nó tăng, lạm phát tăng giống như trong thời điểm suy thoái như bây giờ, thì rõ ràng là gì? Có thể là chúng ta sẽ bị nhận cái lãi trái phiếu nó thấp hơn so với thực tế chúng ta được nhận, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng cái rủi ro này để mà các bạn sẽ hình dung rõ hơn. Thứ nhất là rủi ro thanh khoản, đúng không ạ? Không có người mua mua trái phiếu cho mình, đại lý phát hành không có khả năng mua lại. À, đây là một trong những cái nội dung mà khá quan trọng. Các bạn có thể để ý thấy là nhiều công ty chứng khoán họ cam kết mua lại, đúng không? Nhưng mà nếu họ không mua lại được thì sao? Đúng không ạ? Có khả năng đó xảy ra chứ, không phải công ty chứng khoán nào cũng có thể mua lại được đâu. Nếu công ty chứng khoán mà họ mua lại được thì đó là chuyện bình thường rồi, nhưng họ không mua lại được thì đó là một rủi ro rất lớn cho chúng ta khi mà chúng ta muốn thanh khoản trái phiếu của mình, đúng không ạ? Thứ ba nữa là trái phiếu đấy có được ngân hàng chấp nhận cầm cố hay không? Nếu ngân hàng không chấp nhận cầm cố thì sao? Đúng không ạ? Thế thì trước khi mua trái phiếu mình cũng nên tìm hiểu những cái điều này để mà biết được, đúng không ạ? Rủi ro thứ hai đó chính là rủi ro chi trả gốc lãi. Vậy thì những cái rủi ro liên quan nào đến chi trả gốc lãi mà gây cho nhà đầu tư, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Chủ đầu tư hay tổ chức phát hành hay doanh nghiệp phát hành trái phiếu chậm thanh toán gốc lãi, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì? Họ không có khả năng thanh toán gốc lãi. Họ chậm là một nhẽ là đỡ, nhưng mà họ không có khả năng thanh toán gốc lãi mới là vấn đề cực kỳ quan trọng. Và nặng nề hơn nữa là gì? Họ phá sản. Họ phá sản thôi là coi như là xong cái khoản gốc lãi của mình, đúng không ạ? Đó, thì đây chính là những cái rủi ro mà chúng ta nhìn thấy được, mà phải nhìn thấy được các bạn ạ. Đừng mù quáng mà khi đầu tư không để ý những cái rủi ro này. Phải tìm hiểu rõ doanh nghiệp đó có khả năng chi trả không, và đánh giá được cái tiềm năng của họ. Nó giống như là bạn đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp ấy, không khác gì cả. Mình phải tìm hiểu rõ như thế. Và ngân hàng thì họ cho vay thì họ cũng đánh giá với doanh nghiệp cũng rất là kỹ ở cái khả năng thanh toán như thế này đấy ạ. Chúng ta đi đến cái rủi ro về lãi suất. Như tôi vừa chia sẻ, lãi suất có thể tăng hoặc lãi suất có thể giảm, đúng không ạ? Rõ ràng là nếu mà chúng ta là lãi suất cố định thì lãi suất tăng, lãi suất giảm là gây rủi ro cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Thế thì đó chính là một cái mà nội dung mà tôi nghĩ rằng ai cũng phải rất để ý cái lãi suất này. Bởi vì lãi suất tăng giảm là do theo thị trường, theo chính sách điều hành của nhà nước. Đấy, tôi ví dụ như được vừa rồi nhiều người gửi tiết kiệm ấy, cố định 1 năm hay 2 năm chẳng hạn thì rõ ràng là có lợi rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu trong trường hợp mà trong vòng 3 tháng nữa mà lãi suất tăng lên thì sao? Tăng lên 15 đến 20% như cái năm 2012 ấy, thì rõ ràng là chúng ta gặp rủi ro, đúng không ạ? Là chúng ta bị nhận ít hơn số tiền đáng lẽ chúng ta được nhận, đúng không ạ? Vậy thì các cái biện pháp mà hạn chế cái rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là gì? Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ chi tiết với các anh chị, và có lẽ rất ít các slide nói về những cái này. Khi chia sẻ rủi ro thì rất rõ ràng, nhưng chúng ta phải có những cái biện pháp như thế nào, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta phải chọn các trái phiếu tốt, các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, các doanh nghiệp có tài sản đảm bảo hoặc là có bảo lãnh của ngân hàng. Đó là tiêu chí hàng đầu để chúng ta bảo đảm được khả năng thanh toán gốc lãi, và chúng ta cũng bảo đảm được cái tính thanh khoản. Vì sẽ có nhiều người sẽ muốn mua những cái trái phiếu như thế này, nếu mà quá rủi ro thì chả ai muốn mua, khó bán, đúng không ạ? Khó bán lại.
Ý thứ hai đó chính là cam kết mua lại hay là cam kết môi giới của cái đại lý phát hành ấy. Nếu mà cái đơn vị phân phối trái phiếu mà bán cho bạn ấy mà người ta cam kết mua lại hay người ta có cam kết mà môi giới bán bằng được cho bạn, thì đó chính là một cái biện pháp mà tạo cái thanh khoản tốt cho bạn, hạn chế cái rủi ro cho bạn khi mà bạn muốn bán lại thôi. Còn nếu bạn không muốn bán lại thì cũng chẳng cần cái này, đúng không ạ? Cái nữa là nếu mà cái tổ chức phân phối họ cái chợ giao dịch ấy, cho bạn ấy, thì cái chợ giao dịch đấy chính là tạo cái thanh khoản cho bạn ấy. Bạn có thể mua bán với các nhà đầu tư khác, thay vì bạn phải đi tìm bạn bè người thân để mua lại cho mình thì bạn có thể đăng lên đấy bạn bán được, đúng không ạ? Rất là dễ. Và có một cái biện pháp mà theo kinh nghiệm của tôi, thực sự đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng, đó chính là chúng ta lựa chọn được cái đại lý phân phối hàng đầu. Nếu lựa chọn được cái đại lý phân phối hàng đầu ấy thì họ sẽ là đơn vị làm gì ạ? Họ mua buôn cái trái phiếu, tức là gì? Họ thẩm định, họ đánh giá, họ đầu tư trước. Đấy, họ đầu tư trước các bạn ạ. Thì họ phải đánh giá rất chặt chẽ, như là ngân hàng đánh giá, như là công ty chứng khoán đánh giá là rất là chặt chẽ rồi, thì họ dám đầu tư. Họ đầu tư trước thì mình đầu tư sau, đúng không ạ? Mình là nhà đầu tư cấp 2, mình mua sau thì rõ ràng là mình sẽ an toàn hơn, đúng không? Người ta mua trước rồi, người ta dám chấp nhận mua thì mình phải tin tưởng người ta, cái việc là người ta bỏ tiền ra để người ta đầu tư thì mình mua lại, thì tôi nghĩ rằng là an toàn hơn đấy. Còn hơn là nếu mà chúng ta mua ở các cái công ty hay các ngân hàng mà người ta chỉ có phân phối thôi, tức là ở đây đơn giản là người ta chỉ bán thuê thôi chứ không phải là người ta đầu tư, thì hai cái khái niệm ấy, hai cái khía cạnh nó khác hẳn nhau đó, thì các bạn phải để ý và lưu ý những cái đó. Thế thì trên ở các cái hợp đồng ấy mua bán trái phiếu ấy, thì các bạn sẽ thấy là ai là người bán cho bạn. Nếu mà đại lý cấp 1 họ bán cho bạn thì rõ ràng họ mua buôn, rõ ràng yên tâm rồi, đúng không ạ? Còn nếu mà bạn mua trực tiếp từ tổ chức phát hành ấy, thì cái đại lý phân phối nó chỉ là môi giới thôi. Còn cái biện pháp mà hạn chế các cái rủi ro về lãi suất thì chúng ta nên làm như thế nào? Tôi chỉ có một cái kinh nghiệm là tôi sẽ chọn những cái trái phiếu ấy đó mà có lãi suất hẳn đầu. Còn đối với các trái phiếu mà có lãi suất cố định ý, thì tôi thường không lựa chọn. Bởi vì sao? Cái lãi suất hẳn đổi là nó sẽ thường bằng lãi suất tiết kiệm cộng với biên độ. Đấy, cái biên độ thì nó cố định các bạn ạ. Biên độ này nó sẽ cố định này. Đấy. Còn cái lãi suất tiết kiệm là thường là 12 tháng. Để lãi suất cố định thì có thể là mình mất mà cũng có thể mình được. Nhưng cái đấy tôi nghĩ là rủi ro hơn nhiều. Và chúng ta chọn lãi suất hẳn đổi hay hơn là thị trường tốt thì ta được hưởng tốt, thị trường xấu thì được hưởng xấu. Bởi vì sao? Bởi vì nền kinh tế Việt Nam thì nó luôn biến động, lúc đang phát triển mà, nên là bạn nên theo lãi suất hàng đầu thì hay hơn, bởi vì nó có tính đến cả yếu tố lạm phát nữa đó. Thế nên là chúng ta khi chọn lãi suất hàng đầu thì cái biến động lãi suất của chúng ta nó sẽ ăn theo thị trường đó, thì tôi nghĩ rằng nó hay hơn, đúng không ạ? Đây là quan điểm và góc nhìn riêng của cá nhân tôi thôi nhá. Có thể là những nhà đầu tư khác sẽ có những góc nhìn khác. Tuy nhiên thì với góc nhìn đầu tư của cá nhân tôi thì đó là một trong những cách mà tôi cảm thấy là nó phù hợp với tình hình thị trường và nó phù hợp với cái khẩu vị của bản thân tôi. Sau đây thì tôi sẽ review về các cái cảnh báo rủi ro đầu tư trái phiếu khi mà ký hợp đồng mua bán. Thì tại công ty chứng khoán Techcom Securities, trước khi mà mình mua trái phiếu ấy, thì là mình đều được xem được cái hợp đồng và đều được biết được các cái cảnh báo rủi ro, và hết chúng ta cần phải nắm rõ được. Nhưng tự chung lại thì nó nằm ở ba cái khía cạnh về rủi ro đó thôi đó. Tuy nhiên thì tôi vẫn review cho các anh chị xem về một cái hợp đồng để mà khi các anh chị xem các cái hợp đồng của công ty chứng khoán khác thì các anh chị cũng có thể là hiểu rõ về đó đấy, trước khi mà mình thực hiện đầu tư, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ vào cái màn hình đầu tư của công ty chứng khoán TCBS đấy ạ, để mà review cho các anh chị xem cái rủi ro khi mà đầu tư một cái trái phiếu. Thì đây là cái trái phiếu VinFast của đấy, công ty con của tập đoàn Vingroup. Thế thì các cái rủi ro thì trong khi ký hợp đồng ấy, thì chúng ta sẽ phải biết được luôn các cái rủi ro là gì đấy ạ. Thì chúng ta sẽ có các cái rủi ro về thanh khoản. Rủi ro thanh khoản là việc trái phiếu không chuyển được
thành tiền mặt khi người sở hữu trái phiếu mong muốn, tức là gì, muốn bán hay là muốn cầm cố thì không được, đúng không ạ? Thì rõ ràng là đó là một rủi ro rồi, và rủi ro này cũng bao gồm việc trái phiếu đó có thể được bán giá thấp hơn so với giá trị mong muốn hoặc giá trị vốn đầu tư đó. Thì đấy là rủi ro thanh khoản mà họ cảnh báo rõ ràng và chúng ta phải nắm rõ được, đúng không ạ? Và khi đầu tư thì chúng ta phải biết chắc rằng là trái phiếu có bán được không, trái phiếu có thể bán giá rẻ hơn, đúng không ạ? Trái phiếu có được cầm cố hay không, đấy chính là thanh khoản của trái phiếu. Và trái phiếu nào cũng có, không phải riêng VinFast, tất cả các loại trái phiếu đều bị như thế. Cái rủi ro về tổ chức phát hành thì họ cũng chia sẻ là cái rủi ro liên quan đến tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn. Tức là gì? Rủi ro này chỉ có đối với các cái trái phiếu mà có điều khoản cho phép tổ chức mua lại trước hạn. À, tức là khi mà tổ chức phát hành họ bán trái phiếu cho bạn mà bạn có thỏa thuận có điều kiện mua lại trái phiếu, thì tức là mình đang không muốn bán trái phiếu mà mình bắt buộc phải bán cho tổ chức phát hành ấy. Đó, thì họ được mua lại, thì đấy là một rủi ro, vì nhiều khi là tổ chức phát hành họ huy động vốn được và họ có tiền thì họ trả, thì họ không muốn vay nữa, thì họ muốn tất toán trước hạn thôi. Đó, thì đấy chính là rủi ro của nhà đầu tư. Và cái rủi ro thứ hai là rủi ro tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán hay là vi phạm các cái nghĩa vụ quy định trong cái văn kiện trái phiếu. Đó, đó là chính là các rủi ro mà tổ chức phát hành không thanh toán được gốc lãi khi đến hạn hoặc là vi phạm các nghĩa vụ quy định trong phát hành trái phiếu, đúng không ạ? Thì có rất nhiều các cái sự kiện xảy ra. Đó, như là doanh nghiệp người ta khó khăn, doanh nghiệp người ta phá sản rồi. Ví dụ như dịch Covid này thì nó cũng dễ lắm, dễ xảy ra những trường hợp như thế. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải xác nhận đây này, phải làm rõ được là hiểu rõ rồi và đồng ý với các cái rủi ro có thể xảy ra như thế này thì chúng ta hãy mua, đúng không ạ? Tôi nghĩ như thế này khá minh bạch để cho mọi người cùng hiểu được về cái rủi ro để chúng ta đầu tư. Đầu tư là phải có rủi ro chứ, đúng không ạ? Nếu đầu tư mà không có rủi ro thì không phải là đầu tư. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng các anh chị đã hiểu rõ về nó rồi thì chúng ta hãy đặt bút ký để đầu tư. Và rõ ràng là cái việc hiểu rủi ro của không chỉ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp mà tất cả các kênh đầu tư khác, đó chính là một điều rất quan trọng trước khi thực hiện đầu tư. Có một điểm mà tôi muốn review cho anh chị xem, đó chính là cái hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu này. Và đây là cái trái phiếu nhá, trái phiếu của VinFast, đúng không? Các anh chị lưu ý là bên chuyển nhượng này là công ty chứng khoán Kỹ Thương, đúng không ạ? Tức là họ mua đấy, họ mua buôn trái phiếu đấy. Và bên nhận chuyển nhượng là tôi, là chị Công Hòa đây. Thì đây chính là một điểm mà hạn chế rủi ro chúng ta. Nếu họ dám mua buôn rồi, họ dám đầu tư rồi thì chúng ta có thể là mua lại của họ, họ chúng ta đầu tư, thì thực tế đó là cả hai bên cùng đầu tư đó, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái rủi ro của chúng ta sẽ được hạn chế bởi công ty chứng khoán họ thẩm định trước rồi, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video mà tôi vừa chia sẻ về rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Rõ ràng là đầu tư nào cũng có rủi ro, đúng không ạ? Và trái phiếu thì rõ ràng là rủi ro tiết kiệm ngân hàng rồi. Chúng ta phải lường trước được tất cả các rủi ro, chúng ta phải hiểu rõ được các rủi ro và hãy nhớ là hãy chấp nhận các rủi ro đó thì chúng ta hãy đầu tư, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn các anh chị và xin hẹn gặp lại các anh chị ở các cái video sau. Chúc mừng các anh chị đã hoàn thành một cái nội dung rất là bổ ích cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều nha.